Hả? Cái gì? Cái xe tăng của anh giống xe tăng đồ chơi á? Đừng có coi thường cái quả xe tăng của anh. Tuy xe tăng của anh nó là đồ chơi, nhưng mà nó sẽ đi bảo vệ thế giới đó. Nó sẽ đi tiêu diệt mấy cái con quái vật Rainbow Friend hay là quái vật bồn cầu Skibidi để bảo vệ nhà của mấy bạn đó, nghe chưa? Tuy là bây giờ nhìn nó hơi cùi một chút, nhưng mà tháng sẽ nâng cấp nó trở thành một chiếc xe tăng cực kỳ là xịn sò con bò. Nhìn kia kìa, ở phía đằng xa xa kìa, còn có những xe tăng nó còn cùi hơn. Tháng sẽ lấy những cái chiếc xe tăng đó để nâng cấp cái quả xe tăng của tháng. Bắn nào, bắn nào, bắn nào. Thấy chưa, khi mà lấy được xe tăng là tháng sẽ vip hơn, còn đâu là tháng sẽ đi qua cái cánh cửa này thì đá của tháng wow, chị chưa, nhưng mà cái bệ đá kia ấy nó to quá lên ạ. Cái gì đấy, cho mình đi kiểu gì để bỏ qua một cái xe tăng. Anh xin lỗi nha, sorry nha, anh không nhặt được chú đây, đây anh nhặt được thêm hai bạn xe tăng này nữa. Hai cái bạn xe tăng này sẽ là hai cái quả cánh. Công nhận là xe tăng nó dịch chuyển khó thật. Bây giờ muốn sang trái thì phải đợi một lúc nó mới sang trái được, không thể sang như kiểu là ô tô của bánh xe hơi được. Đây này, đây này, nâng cấp xe tăng để chống lại tất cả những người bạn Rainbow Friend, có cả Rainbow Blue, có cả Rainbow Red nữa. À không phải đâu, mấy cái con màu đó nó là cái con quái vật gì tháng cũng không biết được, nhưng mà tháng sẽ nâng cấp quả xe tăng màu xanh lọc này, ôi, thành quả xe tăng màu xanh blue ngay. Nhưng mà cái quả này có nâng cấp với cái quả này không nhỉ? Không được, quả 2 với quả 4 này không được, hai chỉ nâng cấp với 2 được thôi. Bây giờ là bắn luôn này. Bắn nào. Bắn mạnh lên. Yeah. Hai con nghèo rồi, tiếp tục hai con đó. Way. Cố lên. Bọn nó sắp tới rồi. Trời ơi, bọn nó sắp gần mình rồi. Cố lên. Mạnh lên. Thôi xong. Chiếc xe tăng cuối cùng của tháng. Way. À, cái bọn đỏ đỏ kia nó là quái vật người cá. Bọn quái vật người cá này bố láo thật. Bọn nó dám kết hợp với Rainbow Friend mà oánh thắng à. Mình thì mình phải nâng cấp mới được. Đây này, nâng cấp đạn này, nâng cấp cái gì đây? Nâng cấp đam này, đạn mỹ đạn này. Được rồi, lần này chắc chắn 100% là chiến thắng luôn. Let's go. Một em sẽ tăng hợp sức này. Sẽ tăng cấp 4. Sẽ tăng cấp 6 này. Ui, quả đạn VIP chưa, ăn luôn hai em này. Thế này là đang nâng cấp 10 rồi. Wow, cấp 12. Nhìn đạn thắng kinh chưa. Đi lửa lên nào, bắn luôn nào. Ui, cấp 16, cấp 18, không sợ một ai luôn. Phá hủy tất cả mọi thứ ở trên cái con đường này luôn. Được lắm, mấy em Rainbow Friend ở đây. Nhìn nè, thắng kết hợp hai quả xe tăng blue. Wow, ấy sao kết hợp hai quả xe tăng blue thì nó ra một quả xe tăng, nhưng mà cái lòng pháo thì nó sẽ khác luôn nha. Hai quả xe tăng cấp 4. Uầy, lại thiếu một cái cấp 2 rồi, nhưng mà thằng sẽ mua thêm một cấp 2. Thắng nâng cấp vào đây, hai quả xe tăng cấp 4 nâng cấp vào là hai cấp 8. Ui, hai cấp 16. Wow, ra quả xe tăng có 6 lòng luôn nha. Xe tăng màu vàng, bây giờ là chiến đấu rồi, bắn rồi. Bùm, thấy chưa? Xe tăng cấp 32. Ui, bắn trong vòng 2 giây là tất cả bọn quái vật người cá với cả Blue là nghèo hết rồi. Let's go. Mới cả là lúc ấy thắng cũng nâng cấp đạn nữa. Rồi, bây giờ thắng lại trở về cái quả xe tăng level 2 rồi. Bắn nào. Đi sang bên này là cộng thêm một đạn này. Quái, 999 thì mình chịu rồi, mình không bắn được 999. Nhưng mà 999 ở đâu này là thắng ăn được nha. Ui, đấy chưa, đạn bây giờ to hơn, nhanh hơn. Ủa, bên này tận 1000 luôn. Bắn được cả 1000 luôn nha. Hay lắm. Mua thêm một quả nữa, hết mất tiền rồi. Hai xe tăng kết hợp với nhau, hai cấp 4, ok luôn. Hai cấp 8, ok luôn. Bây giờ là tuyệt vời luôn, mạnh hơn nè, thấy chưa. Một giây nha. Không phải nâng cấp cái gì nữa, chỉ việc điều khiển xe tăng mà thôi. Đạn của mình nó cũng mạnh hơn rồi. Ui, có quả xe cấp 4 nhưng mà không ăn được. Đây này, bên này có xe tăng cấp 8 này. Wow, được luôn. Hay lắm. Xe tăng cấp 8 là đạn của nó sẽ màu tím nha. Mà bây giờ cấp 16 rồi chứ không phải là cấp 8 nữa. Ấy giời ơi, hay lắm. Kết hợp vào đây, quả xe tăng cấp 4 này. Ui, xịn sò luôn mấy bạn ơi. Xịn sò đẳng cấp luôn. Đây, bây giờ mình lên cấp này. Vào đây là cấp 4, vào đây là cấp 8.
2 quả cấp 4, thành cấp 8 luôn. 2 cấp 8, 16, 16 với 16, uầy, bây giờ 32 với 32 này. Wow, hình như được bắn rocket luôn nha. Bây giờ không phải là bắn ra đạn đâu mà bắn rocket đó cậu ơi. Nhìn đây nè. Wow 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 wow, đạn màu vàng. Wow 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 wow. Ui, có cả gấu Freddy luôn kìa. Kia 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 kìa đấy. Nhưng mà nó chưa kịp đi xuống đây là nó đã bị hạ gục rồi. Xin luôn huân chương. Let's go, let's go. 30 30 30. 40 này. Còn mấy cái kia vẫn hạ gục được luôn. Cộng 5 cộng 5 cộng 5. Đấy, bên này. Bây giờ mấy cái mắm đá này 1.000 là thằng vẫn bắn được. Ê sao mình bỏ qua cái xanh kia rồi. Tránh xa cái cánh cửa này ra nha. Đừng có ăn cái cánh cửa này. 1.000 nè. Mấy cái mắm đá 1.000 ăn được. Ui. Trời ơi, nãy xe tăng kiểu gì mà đâm xuống biển rồi. Tôi là tôi bắt đầu tôi ghét biển tịt lơi đấy. Tôi về tới đích rồi mà vẫn bị rơi xe tăng xuống biển là tôi không thích đâu. Quả đá 40, quả đá 3k thì chịu rồi. Đây 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 đây. Đấy, cộng 5 đạn này. Quả đá 200 bao nhiêu đây. Ăn luôn. Hai, ơ, gì đấy, tôi đi vào giữa thế mà bỏ rơi mất cái quả xe tăng kia. 200 nè, hay lắm. Tôi ăn được quả 200 rồi nè, đây nè. Ui giời ơi, ăn được luôn cả hai quả xe tăng. 2 cấp 16 nè, 2 cấp 4 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hết mất tiền rồi, tôi phải nâng cấp chay thôi. 2 cấp 4, 2 cấp 4, 2 cấp 8. Được rồi, lẻ rồi, không còn đâu để mà nâng cấp nữa. Tấn công luôn, phát này là toàn người cáo thế này. Bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè. Tôi là tôi mong lần này tôi sẽ gặp cái con gấu Freddy đó, tôi bắn cho nó vỡ mồm. Cái gì đấy? À, đây là bẫy, mình cứ tưởng cái thỏi vàng dành cho mình cơ, nhưng mà không phải đâu. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2. Ây, không bắn được hai kia rồi. Bỏ qua bỏ qua. 600 bên này là có ăn được không? Wow, ăn được ăn được ăn được ăn được. Đây, x2 đạn này, x2 đạn nè. Đấy chưa? Ui, bây giờ một lòng nó bắn ra 3 tia đạn luôn. Oh my god. Đây, cộng thêm một tia nữa đúng không? Cộng thêm một tia nữa đúng không? Không phải đâu. Tức là mình sẽ bắn được ra rất là nhiều đạn nữa đấy. Woo, mấy ca luôn. Ê, nhưng mà hai cột bên này không ăn được bởi vì nó tận sau 7 ca thì làm sao bắn được. Kia rồi, thấy cả Rainbow Friend khổng lồ nó cũng đang ở đằng sau kia kìa, sợ quá. Nhưng mà tôi sẽ nâng cấp luôn nha. 2 cấp 4 vô với nhau, 2 cấp 8 vô với nhau, 2 cấp 16 vô với nhau và bây giờ 2 cấp 32, 2 cấp 64. Wow. Hình như là bắn ra 3 tia đạn. Ui, đúng luôn nè, 3 tia đạn này, 1 tia to và 2 tia nhỏ ở bên cạnh này. Mấy bạn này, chỉ cần một quả xe tăng này thôi là bắn hết tất cả bọn Rainbow Friend này rồi. Kể cả người cá này, người cá này, lại từ người cá mập này, hai con Rainbow Friend khổng lồ này. Này, này, lại xin tiếp huân chương. Nhưng mà tôi không bật mạng, tôi mà bật mạng là tôi có rất là nhiều tiền, tôi sẽ lên cấp rất là mạnh luôn. Giờ đi tới đâu là quét tới đấy luôn. Nào, ghê chưa? Nào thì 3.000 nè, giáp 3.000. Uầy, giáp 3.000 tôi lại không ăn được. Ê, hình như tôi bị rơi mất xe tăng rồi sao nhở? À không phải, nó tự kết hợp với nhau rồi. 2 cấp 2, vô đây. 2 cấp 4, vô đây. Thấy chưa? Bắn luôn nè. Bắn nữa. Con Rainbow Blue khổng lồ kia. À con Red. Tôi lại có tiền và tôi lại nâng cấp luôn. Let's go. Cục giáp 80 nè. 222 333 tôi vẫn bắn được luôn. Và tôi có rất là nhiều tiền. Tôi có thêm một em xe tăng nữa. Em xe tăng cấp 4 nữa. Ui. À, được, tôi cứ tưởng là không được cơ. Kìa, 1.000 luôn. Giáp 1.000 tôi vẫn bắn được luôn nha. Ê, hai em xe tăng kết hợp vào đây. Wow, một cọc tiền. Nhiều quá đê. In. Lại thì giáp mấy nghìn luôn. Bây giờ tôi vẫn bắn được luôn. Nèo. Bắn mấy cái cục khối vương kia cũng ra cả tiền luôn nha. Hay quá. Bên này. Bao nhiêu đây. Trời ơi, đạn bây giờ như kiểu là mưa bão luôn đi nha. 2 cấp 2 vào đây, 2 cấp 4 nè, 2 cấp 8 nè. Ui, tôi sẽ mua thêm một quả xe tăng nữa. Và đây là 2 cấp 4, 2 cấp 4 vô thành cấp 8 nè, cấp 16 nè, cấp 32 nè, 32 tiếp nè. Nhưng mà bây giờ là lẻ rồi, tôi phải bắn. Ui, mấy bạn đây gì kìa. Ui,
Rồi nó hơi gì gì mà béo. Nó lòi trên kia, nó chưa kịp xuống đây nó đã nghẹo rồi. Đời. Phát lại là các bạn sẽ thấy Huggy mà béo như một con lợn luôn. Mà béo như con lợn này thì làm sao mà nó quánh nhau được. Hai quả xe tăng vô đây. Lần này là thằng xe nâng cấp lên cái quả xe tăng level hơn 300 luôn. 2 cấp 8 vô đây, 2 cấp 16 vô đây, 2 cấp 32 vô đây, 64 vào đây. Và bây giờ cho mấy bạn coi đây, 2 cấp 128. Wow. Ui, nó sẽ ra bắn cái quả đạn màu tròn tròn lăng lạng kiểu như là thời ngày xưa ấy. Ui, bắn ra chắc phải 6 lòng luôn. 6 lòng là 6 lòng đạn bom ấy, chứ không phải là 6 lòng đạn bình thường. Bắn nè. Wow. Do là mình nâng cấp mạnh quá rồi nên là bọn nó không tuổi gì có thể đấu lại được mình luôn. Giờ là thắng vô đối rồi.